xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Chi gây gần mê Jona như điếu đổ, EU mê hoặc cả em út BTS. Từ xưa đến nay, cái tên Jona luôn gắn liền với những mỹ từ như ngọc nữ xứ Hàn, nữ thần mặt mộc, nữ hoàng quảng cáo. Không chỉ mang nét đẹp mong manh, thuần khiết, mà thành viên SNSD còn khiến fan trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn, cùng làn da mịn màng không tì vết. Nhiều người gặp nữ ca sĩ ngoài đời thật, nhận xét rằng cô ngày càng lão hóa ngược và còn xinh đẹp gấp bội so với chụp ảnh. Jona luôn nằm trong top những tượng thành nhan sắc xứ Hàn, bên cạnh các tên tuổi như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Han Ga In. Chính bởi nhan sắc nữ thần cùng nhân cách cao đẹp nên cô sở hữu một lượng fan hùng hậu, trong đó có sự góp mặt của rất nhiều sao nam nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc, từng đóng cặp với Jona trong MV Kaby Song và diễn chung trên sân khấu. Nên khi được hỏi về thành viên yêu thích nhất trong SNSD, Chubim không ngần ngại nói tên Jona, đồng thời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Nam diễn viên Hoàng hậu Ki Song Jin-wo từng tiết lộ mình là fan cứng của SNSD, đặc biệt là Jona. Anh rất ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng dịu dàng của nữ thần tượng và cho rằng Jona là người phụ nữ đẹp nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Thủ lĩnh Big Bang G-Dragon từng khen ngợi nhan sắc của Jona và chọn cô là hình mẫu lý tưởng. Trong nhà trọ Hori, Jona khiến một vị khách Tây ngạc nhiên khi tiết lộ mình 29 tuổi. Trước đó anh chàng chỉ đoán nữ idol chỉ khoảng 21 tuổi và cho rằng cô nàng trẻ hơn so với tuổi. Mới đây Jona còn gây sốt mạng xã hội Weibo với hình ảnh vui vẻ cười đùa, nhảy nhót cực nhắn, khiến các fan thích thú. Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ cực nhanh và nhận về nhiều bình luận tích cực. EU trở lại sân khấu thời gian dài vắng bóng, EU một lần nữa gây sốt với những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời. Đặc biệt lần comeback này, cô nàng giành được nhiều lời khen có cánh, không chỉ về giọng hát mà còn cả về nhan sắc. Có thể nói EU là một trong những nữ ca sĩ hát tuổi đình đám nhất K-pop. Dù đã 26 tuổi, nhưng EU vẫn trẻ trung xinh đẹp và đẳng cấp của cô ngày càng thăng hạng. Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1993 khiến 10 hâm mộ không khỏi bất ngờ trước diện mạo khác lạ với mái tóc tím và xanh nổi bật. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên dù có nhuộm màu tóc hơi kén gương mặt và màu da thì EU vẫn trông như nàng tiên, luôn tỏa sáng và lộng lẫy trong mọi khoảnh khắc. 11 năm lặn lội trong làng giải trí, EU xây dựng một chỗ đứng vững chắc cho riêng mình và nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Em gái quốc dân cũng được biết đến với biệt danh idol của các idol. Trong chương trình Date, nhiều fan nam Hàn Quốc không giấu nổi vui mừng khi được ôm nữ ca sĩ và chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của EU ngoài đời thật. Song Kook nổi tiếng là fanboy chính hiệu của EU tại MMA 2017. Anh chàng chăm chú ngắm nhìn nữ ca sĩ xinh đẹp trên sân khấu và nhẩm theo giai điệu của bài hát. Song Kook vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng khi ngồi ở hàng ghế sau EU tại lễ trao giải. Nhan sắc của EU trong cùng khung hình với Jungkook đã gây bão mạng xã hội ngay sau đó.